Xin được cảm ơn các bạn đoàn viên thanh niên của quận Đà Nẵng và tất cả các bạn cũng đã mang một sắc màu tươi mới đầy đà rung cho chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố đêm nay. Bây giờ đây đang tiến vào lễ đài, đó là đoàn xe hoa Đại Phúc với chủ đề đoàn kết, năng động, trách nhiệm vì quận Năm phát triển hiện đại, nghĩa tình. Kính thưa quý vị, trong văn hóa người Việt, chữ Phúc hay còn gọi là chữ Phước, từ hình thái của chữ Phúc thấy được hình tượng một người đang dùng hai tay thành kính bê vòi rượu tế thần linh. Thông qua mô hình chữ Đại Phúc với một màu đỏ tươi sáng mang một ý nghĩa như một quyết tâm xây dựng quận Năm đoàn kết, năng động, trách nhiệm, phát triển hiện đại và nghĩa tình.